bạn nha. Hôm nay mình sẽ review cái hồi này nha. Hôm qua mình cho các bạn xem rồi này, thứ sáu nha. Cái này gặp đúng bằng tờ lịch nha. Ngày năm nha, cái số năm này nhỏ nhỏ nhỏ. Chứ thật ra mình còn một cái một tiếng to, mình không cho các bạn xem đâu. Bây giờ mình sẽ phân tăng x2 cho các bạn xem. Đó, thấy chưa? Thấy số sáu chưa? Đây nha, thứ sáu to ra nha, thứ sáu nha. Tháng 11. Cái này cái gì mình chẳng hiểu cái gì nha nè. Cái này không hiểu cái gì nữa. Đây nha, không hiểu cái gì cái này nha. Đây nha. Có chữ nó vào đây nha. Đây nha. Số 5 nha, phóng to x5 nè. Đây nè, cái này nó khủng nè các bạn. Đây nha, có thứ 6 thôi nha. Chỉ tiếng Anh, ai hiểu cái chữ này chỉ mình đây. Cái chữ S-R-I-R-A-I nè, cái chữ gì chỉ mình đây. Thanh trong chỉ thế này, hoa luôn nghĩ thế này. Đẹp hơn anh em. Tháng 11 nha anh em. Cái này mình gặp từ tháng 11 đấy. Đấy, số 5 to thùng lùng đấy. Năm tao thùng lùng lắm, để phải phóng x1. Anh nhìn thấy nha, thứ 6 vẫn là trên đây, thuộc phóng x2 cho anh nhìn chỉ hơn. Đúng nha, đẹp lắm. Đẹp nhắm anh em ạ, đẹp nhắm. Ai muốn thì comment, ai muốn cái này thì comment ở dưới nha. Mình gặp cho anh em nha. Mình gặp cho các bạn nha. Đây là số 1 nha. Số 1 mình còn 10 số nữa nha. Ai chọn, bây giờ mình còn 10 số nữa nha, các bạn comment số nào thì mình sẽ gặp và mình sẽ gặp luôn và quay video ở cái đấy cho anh em xem nha. Cảm ơn này, nhưng mong anh em đăng ký kênh phải like cho mình nha. Bye bye. Đẹp quá anh em ơi, đẹp quá. Đẹp quá anh em ơi, đẹp siêu đẹp luôn. Mình chưa thấy cái nào đẹp như cái này. Đẹp.